cái con đường này rất là sung luôn nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy xe chạy qua lại rất là tấp nập luôn. Dạ, em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái ngôi nhà rất là đẹp luôn anh chị ơi. Đặc biệt là mình có full thổ cư luôn nha. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thông về đường Phạm Hùng, khoảng cách đâu đó tầm khoảng 500m là tới nha anh chị. Và cũng cái hướng này luôn, anh chị đi thông về Ủy ban dân xã Trung An, ngay đó có chợ, có trường học, có đầy đủ tiện ích luôn, thì khoảng cách đâu đó tầm 1km là tới nha anh chị. Tại vì anh chị lên đường Phạm Hùng rồi anh chị rẽ ra ngay chỗ Ủy ban dân xã Trung An thì cũng sát bên tầm khoảng 500m nữa đó. Tức là từ đây mà về tới Ủy ban xã Trung An thì 1km, thì ngay đó thì cũng có chợ, có trường học, đầy đủ tiện ích luôn. Còn cái hướng ngược lại là cái hướng bên đây, anh chị đi thông về quốc lộ 60, khoảng cách thì cũng về tới ngay quốc lộ 60 là 500m luôn. Rồi anh chị chạy ra ngay siêu thị Vixi gì ngay chỗ đó thì cũng khoảng 2km là tới nha. Rồi cũng cái hướng này anh chị cũng đi thông về ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho luôn nè. Nhưng mà mình đây thì xã Trung An, cho nên để chút nữa em lên định vị Google Maps coi về tới trung tâm nó bao xa nha. Ở đây thì như anh chị đã thấy rồi, nãy giờ em quay một cái đoạn ngắn thôi mà xe chạy qua lại rất là tấp nập luôn, cho nên cái con đường này nó cũng rất là sung luôn. Nhưng mà được cái ở đây anh chị đi về ngay chỗ khu công nghiệp của Mỹ Tho thì lên đó rẽ ra khoảng 3km là tới ngay khu công nghiệp Mỹ Tho luôn. Cho nên cái vị trí này cũng thuận tiện cho anh chị nào mà cũng có thể mua ở rồi mình đi làm công ty xí nghiệp đồ cũng được nha anh chị. Thì nói chung cái vị trí thì nó rất là ngon rồi, còn quan trọng là cái giá anh chị mình có chịu hay không thôi. Còn cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị, mình không có nằm trên cái trục đường này nha anh chị, nhưng mà mình phải vô cái trục đường này. Nó mình chỉ vô có mấy mươi mét là tới anh chị ơi, sát bên luôn. Để em di chuyển lần lần vô cho anh chị mình xem nha. Từ ngay vị trí đường nhựa ngoài này mà mình đi vô tới ngay vị trí ngôi nhà mình thì em đi luôn cho anh chị mình xem nè, độ đâu khoảng 20m nè anh chị. Đó, 20m là tới ngay cái miếng nhà của cái ngôi nhà mình luôn. Nhà mình đặc biệt là nó hậu rất là đẹp nha anh chị, có cái cổng rào an ninh nữa cũng rất là tốt, mà khu này cũng rất là an ninh luôn. Đó, nhà người ta nè. Đó, anh chị thấy ha. Và cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái ngôi nhà đây, đây anh chị thấy ha, em di chuyển tới em chỉ cho anh chị mình xem luôn. Đây ngôi nhà này nè anh chị. Đó, anh chị thấy ha, đây có thể đậu ô tô 4 chỗ lỗ nhỏ được nha anh chị. Tại mình sát đường nhựa, mình chạy vô có con đổi là mình tới à, thành ra ô tô 4 chỗ mà loại xe con cóc gì đó. Em không ô tô em không biết, nhưng mà nghe người ta nói xe con cóc gì đó là cái loại 4 chỗ loại nhỏ đó là vô được, mình đậu ô tô đây luôn cũng được nè. Tính từ miếng này nha anh chị, mình đo dài qua tới miếng bên kia là mình có mặt tiền 6m84, và mình có một cạnh bên đây đi sâu vào là 21m20, còn cạnh bên kia mình đi sâu vào là 23m40, phía sau hậu mình nở ra là 7m05, cho nên nó có tổng diện tích là 158m2, full thổ cư luôn nha anh chị. À, anh chị thấy ở trên mình có cái nóc nhọn luôn nha. Nó đường mình thì đó có cái đường đi vô bên kia nữa nha. Đây 6m84 anh chị là mình đi tới đây nha. Nó nhà này nhìn thấy rất là chắc chắn luôn nha anh chị, đường mình coi vậy chứ còn thông qua đây nữa nha anh chị, xung quanh đây không có mồ mả gì hết, cho nên chị ở đây rất là an tâm luôn. Đó, mình thông xuống đó còn mấy hộ dân ở dưới đó luôn. Bên đây còn một mảnh vườn của người ta nữa nè. Đó, mình tới đây là 6m84 nè anh chị. Và cạnh bên đây mình đi sâu vào là 21m20 đó. Đó, anh chị nhìn nè, nhà rất là chắc chắn luôn nha. Đó, giờ em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong cái ngôi nhà mình luôn. Đó, coi chừng ông hay gì chị. Ông ông nó đánh. Và trước khi bước sâu vào bên trong của cái ngôi nhà mình thì em xoay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình luôn. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xoay về hướng đông cho cô chú anh chị nào mà hạp về phong thủy để tiện tham khảo nha. Mặt tiền hướng đông khá là tốt luôn chị, tại vì hướng đông mình lấy nắng sáng vô á rất là tốt nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, mình thuộc xã Trung An của thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, nhưng mà em đánh về ngay trung tâm coi nó bao xa nha anh chị. À, về ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang thời gian đi chỉ có 4 phút à,
và khoảng cách chỉ có 1,7 km là tới nha anh chị. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 9 phút, khoảng cách là 70 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới ngay vị trí ngôi nhà của mình, thời gian đi là 1 giờ 14 phút, khoảng cách là 62 km. Chỉ có 62 km là mình về tới ngay chỗ mà vị trí ngôi nhà mình luôn. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong cái ngôi nhà mình luôn nha. Tại vì ở đây á, mặc dù mình xã Trung An nhưng mà mình qua bên kia chút xíu là giáp ganh với bên đó hình như phường 10 nha anh chị. Đó, cho nên mình sát với đất phường luôn rồi. Trung An thì nó rất rộng nha anh chị. Nó bao gồm qua phía bên kia nữa. Nó dài lắm, vô hướng tông ngay quốc lộ 1A luôn. Nhưng mà mình nằm cánh ngoài, cho nên được cái là mình gần ủy ban, gần trường học, rồi gần siêu thị, gần khu công nghiệp luôn. Thì thành ra vị trí này em thấy nó cũng rất là tuyệt vời. Nếu như anh chị nào mà cần tìm nhà ở tại khu vực Tiền Giang thì anh chị hãy xem hết cái video này của em. Nếu anh chị thấy căn này phù hợp thì alo cho Minh xem, rồi Minh xem sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mình gặp chủ nói chuyện để mua nha. Hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh xem Tiền Giang bán, giá cũng cực kỳ hợp lý luôn. Ở nhà thì chủ đã có lót gạch, phía trong thì ốp lên đâu đó tầm khoảng hơn 1 mét nha anh chị. Còn đoạn này thì sơn kiểu có làm mấy cái kẻ nè, kiểu như giống như kiểu biệt thự vậy anh chị. Cái kẻ vậy nó giống nha, nhưng nó giống chứ không phải nha anh chị. Đây thì có một cái ô sâu trong, đây là để hồ kiến hay gì cũng được. Hồ kiến mà để mình nuôi cá cảnh á thì nó cũng rất là được luôn. Ngang phía trước mặt tiền của mình là 6m84 và phía sau hậu mình nở ra là 7m05, và mình có cái chiều sâu một cạnh đi sâu vào là 21m20 và một cạnh đi sâu vào 23m40. Tổng diện tích là 158m2 full thổ cư. Đó, bên trong mình là cái căn nhà cũng có đóng la phong vượt cấp, nhìn thấy cũng rất là đẹp. Ngay đó thì xây tường 20 nha anh chị, để những cái chai rượu tây trên đó nó cũng rất là đẹp luôn á. Nếu anh chị có uống rượu để mình trưng bày á, rồi khi cần mình lấy mình uống cũng được. Còn bên đây cũng xây kiểu 20 nè, rồi anh chị để gì đây cũng được, 20 để mình thục ra vô mình để đồ á. Đó thì giá hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán là 1.600.000.000. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp vị trí địa chỉ là xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ cho Minh Xem theo số điện thoại 0395454645, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi sổ hình ảnh cái thửa đất ngôi nhà cho anh chị mình xem chi tiết luôn. Ngôi nhà anh chị xem thực tế nè, còn cái thửa đất á thì nhìn trên cái hình vẽ là ra hết nha anh chị. Đó, full thổ cư nha anh chị. Đó. Đây thì em thấy có máy lạnh đây, nhưng mà chắc chủ tặng luôn quá, nãy em quên hỏi. Ôi, có cái máy lạnh thì 1 tỷ mấy mà mình tặng cái tủ lạnh, cái máy lạnh bình thường có gì đâu. Ngay đây là cái không gian ngay khu vực cửa đi của mình nè. Nãy là em ở trên phòng thờ nha anh chị, phòng thờ, phòng khách chung. Ngay đây cửa đi, sau này anh chị mua cái bộ sofa ở đây anh chị để mình ngồi nhìn ra phía trước cũng rất là đẹp luôn. Và em mới vừa vô trong một cái phòng ngủ đầu tiên đó, để em đứng ngay cái góc cạnh em quay cho anh chị mình xem cho nó rõ chi tiết nè. Nó đây, nhìn vô ở trên cũng đáng là phòng vượt cấp, nhìn thấy là rất là đẹp. Đó, mình có phòng ngủ thứ nhất nè, phòng ngủ thứ hai nè, còn đây mình để bộ sofa ở đây ha. Đó, để em bước vô cái phòng ngủ thứ hai cho anh chị mình xem. Ở đây cũng cái vượt vô kiểu 20 á, tường 20 anh chị. Anh chị để những cái trang điểm chai này chai kia chai gì đó, chai nước hoa hay gì cũng được, hoặc là túi xách gì đó cũng được anh chị. Là phòng thì cũng đóng rồi nha. Ngay đó thì có một cái kiểu như giếng trời vậy đó anh chị, thông vô cho nên là ban ngày nó cũng vẫn là sáng luôn. Dạ, ánh sáng bên ngoài vô rất là sáng luôn. Còn ở đây thì anh chị cũng có thể là nấu nướng đây nè. Ha, đây có là bồn rửa tay. Ngay đây còn một cái ô rất là rộng luôn, để bàn ăn đây nha anh chị. Đây mình để bàn ăn. Ở trên thì đóng là phong thạch cao vượt cấp luôn, nhìn thấy rất là đẹp. Này không biết đâu sàn thạch cao. Thạch cao anh chị, thạch cao vượt cấp. Đây thì có mấy cái kệ tủ để anh chị mình để chén tộ vô trong đây nè, nồi ơi đó, cho nó rất là gọn gàng. Còn đây, điện nước wifi đều có nha anh chị. Đó, mình ở ngay Mỹ Tho mà mấy cái thứ đó là lúc nào cũng phải có thôi. Đó, đây có bàn.
đây thì mình để bếp ga bên đây thì gì cũng được. Đó, còn đây để nước mắm bột ngọt gì ở đây cũng được, cũng làm mấy cái kệ kệ kiểu vậy đó. Nó em đứng ở tông ngay cái vị trí này nhìn ra ngoài phía trước mặt tiền cho anh chị mình xem. Đó, bên đó là phòng thờ, bên đây là cửa đi, rất là đẹp. Phòng thờ cộng phòng khách, khách chung nha anh chị. Nó và phía sau mình còn một cái không gian nữa nè. Đó, đây là phía sau mình có sàn nước đồ này kia hết luôn. Tại vì anh chị biết không, tại vì gọi là nhà rồi á thì cái đường thoát nước anh chị mình an tâm, người ta đã có sẵn hết rồi, cho nên về mình chỉ thoát thôi, xài là nó thoát ra hết này. Đó, tính mặt tiền nhìn vô cái cạnh phía bên phải á, nha anh chị, là đi sâu vào là 23,40 m nha anh chị. Còn cạnh bên trái chứ, bên trái đi sâu vào 23,40 m, còn cạnh bên phải thì 21,20 m à. Đó, cho nên mình tới đây là hết nè. Còn cái cạnh bên đó nó dài hơn ha, xuống đó phía sau mình nở ra 7,05 m, nhưng mà nó có độ xéo một tí xíu nha. Thì nhìn chung lại cái căn nhà này mình gần siêu thị, rồi gần phường, rồi mình gần ủy ban xã, chợ, trường học, đầy đủ tiện ích, gần khu công nghiệp, mà giá chủ cần bán gấp, thành ra đưa ra cái giá em thấy rất là hợp lý luôn, là 1,6 tỷ. Đây toilet nhà tắm chung nha. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho Minh Xem, Minh Xem sẽ dẫn anh chị mình đến xem, gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện với chủ luôn nha anh chị. À, đây có cái màn này kia, nhìn thấy dừng nó che lại, nhìn thấy nó cũng đẹp làm sao đâu á. Cửa là cửa gỗ nha anh chị, còn đây thì cửa kéo. Còn phía trước mình có một cái cửa nhôm sofa nha anh chị, ở trong có cửa kéo an toàn nữa, cho nên cũng rất là an tâm luôn. Khu an ninh nữa, để em đi bên đây nữa cho nó tổng quan nó mới giáp cái nhà. Rồi em nhìn lại cái phía bên cái nhà cho anh chị mình xem, anh chị thấy phù hợp cứ alo cho mình xem. Ở phía trước mình á, cái hành lang phía trước mình nó rất là rộng nha anh chị, nó để một bàn mình nhậu ha, là có đám tiệc gì cũng rất là tiện luôn. Bên đây nữa nè, nó em đứng ngay cái góc nhìn ngay cái cửa nè, nhìn thẳng vào bên trong đó anh chị nhìn nè. Rồi anh chị nào quan tâm alo cho mình xem, giá là 1,6 tỷ, gặp trực tiếp với chủ nói chuyện nha, kế bên đường nhựa luôn. Đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Đó đường nhựa ngoài đó nha anh chị, ở ra đó chỉ có mấy mươi mét là mấy mươi bước chân là tới rồi anh chị ơi. Rồi em xin chào anh chị ạ.